Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại kênh Nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Dũng nha. Anh chị ơi, một căn nhà với diện tích ngang 5m và dài là 21m nha anh chị. Đó, pháp lý sổ hồng riêng và giá hôm nay Thành Vũ giới thiệu cho anh chị cực kỳ mềm luôn, 1 tỷ ngoài thôi nha anh chị ha. Cái căn nhà của mình á thì là một cái căn nhà cấp 4 nha anh chị. Đó, với thiết kế một cái căn nhà rất là chắc chắn, vì căn nhà này xây để ở mà anh chị, nhưng mà đang kẹt tiền nên mới bán thôi ha. Và xây rất là chắc chắn luôn. Ở ngoài á thì làm cổng này kia, hàng rào cho mình kiên cố hết rồi. Nhà mình nó là tường riêng, cột riêng luôn nha anh chị. Và đường trước nhà mình nó là đường ô tô vô được luôn nha, vô được tới trong nhà luôn. Và cái sân nhà mình á thì cũng có làm cái bậc này nè, bậc hai bên. Tới nữa mình cũng có thể độ lại thành bậc để mà ô tô chạy lên được luôn nha anh chị. Đó. Cái góc nhà mình rất là tới hai mặt tiền luôn nha anh chị. Bên đây có thêm một cái lối đi nhỏ nữa nè ha. Đó, cũng tráng bê tông rồi ha, và rất là thoáng luôn. Riêng với cái căn nhà này á thì pháp lý sổ hồng riêng full thổ cư luôn nha anh chị. Đó. Rồi. Phía trước thì làm mái che sẵn cho mình luôn rồi. Cái cổng của mình á thì ở trên lập ngói nè, và hai trụ cổng rất là chắc chắn, được ốp gạch màu nâu, màu vực cam nha anh chị, rất là dễ thương. Cửa của mình á thì cửa hai cánh, giả những cái văn, giả những cái thanh gỗ nè, rất là dễ thương luôn anh chị. Đó, trước khi vào nhà thì mình có một cái khoảng sân cực kỳ rộng luôn và thoáng mát nha. Ở dưới này thì gạch chống chân trượt, ở trên và ở dưới thì làm tường, độ tường hết rồi nha anh chị. Ở giữa thì làm cái khung sắt thôi, bảo vệ thôi. Đó, rất là chắc chắn và đậu được ô tô trong nhà luôn ha, trong sân này luôn. Đó, hai bên đó thì làm hai cái khung tranh rất là dễ thương luôn, có hai cái đèn nữa ha. Riêng cái mái ở trên này thì làm cái khung trần thạch cao này kia là luôn anh chị, trần thả nha. Đó, làm gì đây cho không gian mình nó trở nên thoáng hơn, mát hơn nha anh chị. Và gạch dựng của các nhà, gạch mặt dựng thì làm gạch bóng kính rất là đẹp luôn, rất là bóng và sạch, nhìn sạch sẽ nha. Cửa của mình thì cửa hai cánh nha, hai bên thì có hai cái tấm ánh sáng nha anh chị. Đó, làm rất là kiên cố và cửa kính cường lực ha, sơn màu sơn sinh pha nha anh chị. Đây, bên trong đây là không gian phòng khách rất là ấm cúng luôn. Đó, căn nhà mình thì được tặng cho một cái bộ ghế salon này nha anh chị. Đó, chọn chạm này kia đồ tết để về có cái mình chùi nha. Ở trên thì trần lão phong thạch cao. Bên đây thì mình có khung cửa sổ nữa anh chị, nhưng mà mình mở ra thì cái căn nhà mình nó trở nên thoáng hơn ha. Đó, một cái khung cửa sổ bốn cánh. Phía đây thì làm bằng kính cường lực và mà sơn màu sơn sinh pha nha anh chị. Đó. Rồi, gạch chân tường thì đầy đủ cho mình rồi. Ở đây có mặt tam cấp nữa nè ha. Chỗ này có những cái bộ bàn. Đó, thì nhà để những cái bộ bàn kia ha anh chị ha. Mặt tam cấp thì mình làm cái đá hoa cương đó trên những cái bảng mặt này, rất là sáng và rất là thoáng luôn anh chị. Tiếp theo chính là không gian phòng bếp của căn nhà. Xây như thế này thì thoáng hơn nha anh chị. Bếp thì được giấu bên trong đây. Ở giữa thì ngăn cách giữa phòng khách là những cái lam này nha anh chị, những cái lam bê tông này. Đó, bếp mình ha, bếp gạch nha. Ở dưới thì tủ nha, về mình độ thêm một cái tủ bếp nữa thì rất là đẹp nha anh chị. Nhìn ra căn nhà mình nó rất là ấm cúng luôn. Gạch chân tường thì được ốp liền tường nha, cao hơn 1m8 nha anh chị. Đó, rất là sạch sẽ luôn ha. Rồi, kế tiếp thì chính là không gian phòng ngủ nha anh chị. Đó, đây, không gian phòng ngủ đây. Nó hơi tối một xíu nha, tại vì một cái bóng đèn nó bị đứt rồi anh chị, hơi tối một xíu. Nhưng mà không gian phòng ngủ mình thì cũng rất là rộng luôn. Ở đây thì cũng có gạch chân tường đầy đủ cho mình nè, và cửa phòng thì là một cái cửa phòng cửa nhôm sinh pha kính cường lực nha. Ở đây là chân tường dọc dài từ trước ra sau nha anh chị. Đó, rồi cuối nhà thì mình có một cái không gian nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì được đặt cuối nhà đây. Đó, nhà vệ sinh thì cũng làm rất là sạch sẽ, bồn cầu nguyên khối nè ha, và hoa sen, lavabo vuông nha, và cửa nhôm. Đó, và phía sau này thì mình còn thêm một cái khoảng sân nữa. Khoảng sân này thì đang để một cái bồn nước nha anh chị. Đáng lẽ mình phải làm cái bồn cao lên đó để cho nó cái khoảng sân này chống nha anh chị. Đó, nhưng mà để ở đây cũng được. Ở dưới này thì gạch chống chân trượt. Khung này làm khung sắt hết trơn rồi. Đó, ba bên bốn phía ha, rất là thoáng luôn anh chị. Đó, và bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà nha. Căn nhà mình với diện tích là ngang 5m nha, và dài là 21m nha anh chị. Pháp lý sổ hồng riêng, nhà cấp 4 thôi, nhưng mà được cái là hai mặt tiền, đường ô tô ra vào được nha. Đó, tới hai con đường đi vô luôn nha anh chị. Đó, và căn nhà mình với giá là 1 tỷ 500 triệu nha. Giá trên là giá full hoàn toàn và còn thương lượng bất lọc cho anh chị nữa. Anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ nha. Thành Vũ xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp nha.